Chào mừng các bạn đến với Việt Nam Thức Giấc, chúc các bạn một ngày vui vẻ. Viettel Post sẽ đầu tư xây dựng hai trung tâm logistics tại hai thành phố Nam Ninh và Bằng Tường ở Trung Quốc. Việc Viettel Post hoàn thiện mạng lưới vận chuyển xuyên biên giới được kỳ vọng sẽ giúp giải quyết tình trạng ách tắc và hư hỏng hàng hóa tại các cửa khẩu, tối ưu chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng Việt. Viettel Post ký thỏa thuận hợp tác với hai thành phố Trung Quốc. Báo Tuổi Trẻ đưa tin, Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel Post thông báo đơn vị vừa chính thức ký kết thỏa thuận với TP Bằng Tường Trung Quốc về việc hợp tác thành lập văn phòng đại diện và xây dựng trung tâm giao dịch nông sản Trung Quốc ASEAN. Theo đó, Viettel Post sẽ đầu tư triển khai xây dựng hai trung tâm logistics lớn tại Trung Quốc, bao gồm trung tâm giao dịch nông sản Trung Quốc ASEAN tại thành phố Bằng Tường và trung tâm logistics tại thành phố Nam Ninh. Cùng với đó là thỏa thuận học hỏi, trao đổi thiết kế, kỹ thuật, công nghệ để cùng thúc đẩy phương án triển khai cửa khẩu thông minh. Với thỏa thuận này, Viettel Post sẽ hợp tác khai thác hiệu quả vận tải đa phương thức chuyển đổi giữa đường bộ, đường sắt liên vận Yên Viên Đồng Đăng Bằng Tường, Nam Ninh. Viettel Post là đơn vị logistics đầu tiên của Việt Nam hợp tác với chính quyền địa phương ở Trung Quốc để hoàn thiện hạ tầng mạng lưới vận chuyển xuyên biên giới, nhằm tối ưu chi phí logistics, rút ngắn thời gian vận chuyển. Việc Viettel Post hoàn thiện mạng lưới hạ tầng vận chuyển xuyên biên giới được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng hóa Việt Nam, giúp giải quyết tình trạng ách tắc và hư hỏng hàng hóa tại các cửa khẩu. Việc hợp tác cũng sẽ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng hóa Việt Nam, nâng cao vị thế logistics của Việt Nam trong việc kết nối với các quốc gia ASEAN và Trung Quốc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.